chào các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục quay con 105 mít nha các bạn ơi. Hôm nay còn mấy miếng bụng nữa là xong bụng ở đây. Này đất lô các bạn. Đất lô này thì có cái bờ chặn ngang cảnh, lô này thì 15 công à. Giác bao ra các bạn, chuẩn bị cắt xong miếng này là qua tới ruộng của ảnh này, có ba chồng bao luôn kìa.
thì còn làm nữa là xong cái miếng này các bạn. Bộ máy này thì chạy đầu mùa tới giờ là hơn 1.500 công rồi các bạn ơi. Mấy anh